Mà sao cuối cùng là sao? Không phải giờ tôi chưa gặp. Tức là cái thằng nào cũng đẹp trai giống như đúng không? Hồi xưa có cái tình ý với Như không? Giờ này không? Cứ tưởng chồng Như đứa đẹp, đẹp trai rồi lắm. Không vậy mà tốt bụng. Đó. Tôi sợ mày chạy qua chỗ lượng gì đó mình có hẹn gì đó. Xin. Rồi tiếp cô đó tao nặng qua. Rồi tao gọi cho ông chút. Không, nhưng mà nói ông là được. Cái ông phải nói cái những cái nhân văn rồi. Những đồng, những nhân văn rồi. Ông đi là bà nói ông hơn ông giỏi gì. Ông chút cho nó mình cũng không nhớ. Thật ra lúc đó là cái tinh thần tập thế. Ông tập thế này. 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 Ông mày làm đúng cái hoài vậy. Ông tập thế canh rồi mà đúng cái hoài. Nãy quay mày rồi, giờ quay tụi tao. Ông chích hoài ông. Ông tập thế này. Tránh ra cho mày quay. Có định nghĩa đàng hoàng chứ chuyện gì cũng vậy, khái niệm đó đổ ra rồi có định luật định lý. Coi trên mạng á, ông là đúng mạng đúng trình tự đúng quy trình đúng quy trình đúng quy trình ở bạn đây á, nó may mà nó đi chơi thì nó rất là chim, nó mà lừa nó là tiêu, nó không quá trời quá đất. Sườn nghiền mấy cái cũ á, cái cũ hồi trước á, xem là ba đóng hàng ba gì, đóng ba là mới như cũ gì, cũ là mới gì, hồi xưa là chụp cái A7 rồi. Còn ngay tỏng nữa mà.
trên trước là đúng máy không còn gì vậy không anh chỉ ở cái chỗ mà phải đứng ở chậm mà vậy tôi cho nhanh lên chút gì đâu chưa tôi còn khác tôi bố giờ tôi bắt đi tắm kinh này cùng mình thôi chứ các bạn 200 người nguyên một cái chương trình là 200 người quá người đông luôn mà đốt không được mình chỉ được mê mà thôi chưa chết
đâu đâu. Giống như chúa đóng sâu này em. Dồn nát, dồn nước nước miếng lên cho ông làm. Ờ, đây nó rõ ràng. Đóng ninh tập từ giá để cho bạn bè quẩy lên hết trơn. Mình quay quá trời luôn. Trong cái phim mình thấy nó cũng quay hết. Nếu nó đi đưa đưa tự hẹn cho anh, chứ nó không có ghép. Ông kia 2 triệu, ông Hưng 2 triệu, ông này 300. Thì những anh em nào đóng tiền thì coi như là có quà tặng. Chưa biết, thì biết mấy anh em đang hai kèo đây, không biết chưa? Chưa. Thì ở đây thì đâu kêu lại. Đây là năm nào mùng năm cũng gặp hết á, năm kia. À, thấy hình ở trên ở trong ban tổ chức vừa rồi. Đây là trưởng ban tổ chức. Đây tổ chức nghĩa là tôi thấy rồi. Đây, cảm ơn nhiều lắm. Rồi đó, tặng đi. Nặng quá phải không? Hai thùng nặng quá phải bỏ của chạy lấy người luôn. Tới ngay cái xe một bỏ xuống xe luôn. Thì lấy hôm nay gọi hoài. Tự nhiên gọi nữa xe mới vậy. Không, cái này cũng mới mà lâu rồi chứ. Tấn này ra vậy bằng sơ lúc là mấy ông thầy viên sư cua nó. Cái phần là ghi hình trên dĩa, còn cái hình trên máy. Ghi hình ô cứng á. Ghi đưa trực tiếp luôn. Tại sao mình lại được vậy? Cái này mà ở trong luôn. Đi bây giờ cái này mấy giờ sáng đó mình cái này luôn đi. Đó cũng được không? Lấy mà lấy cửa chuyển là lấy gió lắm, lấy gió rồi. Không, ra là cái quần đó bị lắc, chút kỹ rồi. Ông lẽ ông này là nằm ở trong cái băng
Đâu ông đứng đứng đi, đứng đứng này đi, tôi quay cho. Đứng trước đây. Quay lấy cái đàn chim ở sau lưng này, chim nào thấy vâng vâng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.